Vậy thì hôm nay ai đến? Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Ai Đến Hôm Nay. Mình là Huyền Trang. Đến với chương trình, Huyền Trang đã phải tham gia rất nhiều thứ. Sao phạt đáng yêu nhỉ? Mọi người hãy cùng đón xem Huyền Trang trải qua thử thách như thế nào nhé. Hẹn các bạn vào tối thứ 6 tuần này.